Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia sự kiện mới của Lego 3, đó là sự kiện đoán vận nhận quà, để các bạn có thể là nhận miễn phí được quân huy hay là miễn phí tướng hoàn toàn miễn phí nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giữa mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và trước mặt mọi người là sự kiện đoán vận nhận quà, thu thập thẻ bài đoán vận năm mới. Thì khi các bạn tham gia sự kiện này thì các bạn sẽ nhận một số phần quà vô cùng hấp dẫn sau. Đó là mỗi ngày các bạn có thể là trúng được tới 16.000 quân huy nha. Đồng thời thì các bạn sẽ nhận được free tướng khi mà sự kiện các bạn làm xong sự kiện thành công. Thì thời gian sự kiện ra từ ngày 22 tháng 1 cho ngày 4 tháng 2 năm 2024 nha. Thì các bạn chỉ cần thu thập cho mình thẻ, thì trong đây có 5 thẻ. Thì các bạn sẽ thiên về kiểu như kim mộc thủy hỏa thổ. Đấy, có nghĩa là các bạn sẽ theo hệ. Thì thời gian sự kiện mình đã chia sẻ các bạn rồi. Thì tiếp theo là về nhiệm vụ như sau. Và mỗi ngày các bạn sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn có thể là tham gia đăng nhập mỗi ngày, thì các bạn sẽ nhận một lượt rút thẻ. Tiếp theo là các bạn chơi một trận đấu 5 năm thường hoặc hạng thì các bạn sẽ nhận được một lượt cào thẻ nhé. Sẽ có hai loại, thứ nhất là rút thẻ và cào thẻ. Và các bạn sẽ lên nhớ giúp mình sẽ có hai loại, thứ nhất là rút thẻ, thứ hai là cào thẻ nhé. Thì đầu tiên là rút thẻ, các bạn sẽ nhận được một số quà hấp dẫn sau. Mỗi lượt rút thẻ thì các bạn sẽ nhận được đoán trước thẻ mà các bạn muốn trả lời để có thể là trả lời câu hỏi đúng. Và mỗi câu trả lời các bạn sẽ có 5 dữ liệu để các bạn có thể là nhìn và tham gia. Thì khi các bạn dự đoán 3 lần ấy thì các bạn có thể là dự đoán 2 lần nữa bằng cách sử dụng 500 vàng mỗi lượt. Và nếu các bạn đoán sai tất cả ấy, thì các bạn sẽ vẫn nhận được thẻ. Và nếu không muốn sử dụng vàng thì các bạn có thể là rút lượt tiếp theo. Và các bạn nên nhớ giúp mình thì sẽ có 5 nguyên tố thủy, hỏa, thổ, mộc để quyết định kết quả của bạn. Thì số lượng thủy, hỏa, mộc cùng tích lũy sẽ gia tăng vận khí đến may mắn cho các bạn tại sự kiện. Nghĩa là sự kiện này nó rất là giản thôi. Thì các bạn chỉ cần tham gia sự kiện, các bạn rút cho mình thẻ. Thì khi bạn càng nhiều thẻ và đủ hệ, có nghĩa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đấy, thì các bạn sẽ vận may các bạn càng lên cao. Thì các bạn có thể là sở hữu được tướng nó ok hơn, đúng không? Mọi người hiểu đơn giản nó là như vậy chứ không có gì khó khăn cả. Đây là về rút thẻ nhé. Rút thẻ thì các bạn trả lời nó khi nào nó ra cái dữ liệu cuối cùng ấy là các bạn nhìn ra ngay mà, chứ còn không khó đâu. Các bạn cứ trả lời sai cho mình không sao đâu nhé. Và tiếp theo là đoán vận. Thì khi các bạn rút cho mình tối thiểu 5 thẻ thì bạn có thể là bấm bắt đầu và đoán vận mệnh. Và một số lưu ý và phần đoán mệnh một chút, thì sau khi các bạn rút tối đa 5 thẻ thì bạn có thể bắt đầu và đoán mệnh và nhận được chọn một tướng các bạn có thể là đã rút. Thì sau khi các bạn đoán mệnh thì hội đồng sẽ khuyến khích các bạn rút thẻ trước khi các bạn chọn một tướng để đa dạng số tướng các bạn có thể chọn, đồng thời tích lũy vận khí cho các bạn, tăng may mắn riêng cho các bạn nha. Và tiếp theo là các bạn sẽ có tham gia sự kiện cào thẻ. Thì khi các bạn tham gia sự kiện, có nghĩa là sự kiện đoán mệnh ấy, đoán vận ấy, thì các bạn nhận được tướng. Thì mình không rõ là ở trong đây thì họ sẽ cho các bạn bao nhiêu tướng, nhưng đại loại các bạn sẽ nhận được tối thiểu là các bạn sẽ nhận được một tướng. Biết đâu các bạn thì may mắn các bạn có thể nhận được 2-3 tướng như sao, thì các bạn có thể tham gia sự kiện này nhé. Thì tiếp theo là sự kiện cào thẻ. Thì khi các bạn tham gia sự kiện cào thẻ thì các bạn sẽ có 25 ô trong một thẻ và nhận mỗi ngày. Thì các bạn sẽ có trường hợp sau. Thứ nhất là hai giải nhất gồm 3.000 quân huy và có 5 biểu tượng của Grack. Đấy, các bạn nên nhớ giúp mình nhé. Nếu các bạn thấy 5 biểu tượng của Grack là các bạn sẽ được giải nhất. Còn tiếp theo là 3 giải nhì, các bạn sẽ nhận được 2.000 quân huy, sẽ có 4 biểu tượng Grack. Tiếp theo là 4 giải 3 thì các bạn sẽ nhận được 1.000 quân huy, có 3 biểu tượng Grack nhé. Và người chơi trúng thưởng sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và trao giải trong vòng 24 giờ từ khi có danh sách trúng thưởng nha. Và tài khoản của các bạn sẽ hợp lệ. Nếu các bạn tham gia giải này thì các bạn phải nhớ giúp mình nhé, không tính tài khoản ảo đâu. Các bạn phải tài khoản các bạn phải chính, chứ nhiều bạn kiểu như mới lập nick tham gia sự kiện thì nó sẽ không tính đâu. Thì các bạn nên nhớ giúp mình là phải sử dụng tài khoản hợp lệ. Ok, tài khoản các bạn chơi được một thời gian rồi, tầm khoảng mấy năm cấp độ trở lên. Và các bạn nào mới chơi thì cũng phải hên xui nhé. Đó, thì trước mặt các bạn là sự kiện nha. Thì các bạn sẽ thấy là giao diện của sự kiện thì khá đơn giản, chả có gì cầu kỳ cả. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là phần cào số trúng thưởng. Thì các bạn chỉ cần, thứ nhất là đăng nhập mỗi ngày các bạn sẽ nhận được một lượt cào thẻ này. Và chơi một trận đấu 5 năm các bạn sẽ nhận một lượt cào thẻ. Thì khi các bạn thu thập cho mình đủ bộ sưu tập kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các bạn sẽ đẩy đây là nó sẽ có ví dụ màu đỏ là hỏa này, màu trắng là kim hay sao ấy màu xanh là thủy, đại loại là vậy. Các bạn cứ hiểu đơn giản như vậy. Hóa là khả năng là màu đỏ này. Đấy, đại loại là các bạn chỉ cần tích lũy cho mình thẻ để các bạn tăng vận may, để các bạn có thể nhận được sở hữu tướng nó dễ một cách đơn giản nhất. Thì các bạn tham gia cho mình, thứ nhất là các bạn chỉ cần đăng nhập mỗi ngày, thứ hai là các bạn sẽ chơi một trận đấu 5 năm thường hoặc hạng được. Thì hiện tại mình có một lượt
Thì sự kiện ngày hôm nay bắt đầu rồi, bây giờ mình sẽ bấm xem có bao nhiêu thẻ của Grack nhá. Ở đây Grack. Trời ơi, không có thẻ nào của Grack luôn anh em. Thôi, thì khi nào mà các bạn có thể là muốn check danh sách ấy, thì các bạn có thể là bấm vào phần danh sách. Hiện tại mình không thấy cái nào của Grack anh em. Đây, danh sách đợt giải ấy, thì khi nào có danh sách ấy, thì các bạn vào đó các bạn xem ai giải nhất thì nó sẽ công khai cho các bạn. Đấy. Thì hiện tại mình đã hết, mỗi ngày các bạn chỉ được một lượt cào thẻ thôi. Và các bạn tiếp theo là đoán vận ấy, một ngày các bạn sẽ chỉ được một lượt đoán vận thôi. Ok, thì sau đây thì mình sẽ thu thập thẻ. Thì hiện tại bây giờ thì mình thấy là cái này là có nước thì khả năng là Severa đúng không anh em? Nếu bạn nào mà kiểu không biết câu trả lời là gì thì các bạn cứ ghi sẵn cho mình. Thì các bạn, ví dụ các bạn thấy này, các bạn ghi là Triệu Vân, hay là có nghĩa là các bạn sẽ lựa chọn có bao nhiêu tướng, ví dụ 105, 106 tướng ấy, thì các bạn mà các bạn cứ ghi cho mình ngẫu nhiên, chứ không cần nhất thiết là các bạn nhìn hình này có thể ra. Tại vì khi các bạn bấm, các bạn chọn sai ấy, thì nó sẽ lựa chọn cho các bạn. Đây, nó sẽ kiểu thu thập, nó thu nhỏ cái hình lại để cho các bạn dễ đoán hơn, chứ không quá là khó cho các bạn ấy đâu. Thế các bạn yên tâm nha, các bạn trả lời sai cũng được. Câu trả lời thứ nhất sai cũng được. Câu trả lời thứ hai mình sẽ trả lời là Triệu Vân đi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là lựa chọn là sai cho các bạn xem nhé. Không, các bạn này bảo là phải lựa chọn đúng thì mới được, chứ không cần anh em, sai cũng được. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 thẻ đúng không? Để các bạn có thể là trả lời gợi ý đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này. Thu thập vận khí đã. Vì Ata đi, khả năng là có nước này, khả năng Ata. Sai cũng được nhé anh em. Ata. Đấy, các bạn lựa chọn sai cũng được, các bạn yên tâm. Nghe mình không bao giờ sợ sai đâu. Ôi hơi Ata này, Triệu Vân này. Chào Na, đấy các bạn thấy chưa? Khi mình ấy xong thì hiện như này thì là Châu Na rồi anh em. Đó, bạn đã đoán được 4 lượt. Đó, thì mình đã đoán, dự đoán được Châu Na thành công. Tại vì khi các bạn dự đoán nhìn thế kia đấy thì cứ sai, yên tâm sai các bạn vẫn nhận được thẻ. Thì các bạn không phải lo lắng nha. Thì mỗi ngày các bạn chỉ cần tham gia cho mình 2 sự kiện. Sự kiện đầu tiên là sự kiện cào thẻ. Sự kiện thứ hai là sự kiện thu thập vận khí. Thì khi các bạn thu thập càng nhiều vận khí thì cái tỷ lệ mà các bạn ra tướng các bạn lựa chọn càng cao. Đấy, thì trong đây thì các bạn chỉ cần thu thập cho mình thẻ thôi. Thẻ này xanh này, khả năng là mộc này. Xanh là mộc. Vàng là hỏa, vàng đỏ là hỏa này. Thổ là khả năng là vàng. Đấy, các bạn hiểu kim mộc thì hỏa thổ. Đấy, thì hiện tại thì các bạn có thắc mắc gì về sự kiện, các bạn thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.